Đó là câu chuyện của cặp vợ chồng người Anh khi đang đi bộ dọc theo bãi biển thì phát hiện có mùi thối của xác cá chết. Lần theo mùi hương đó, họ phát hiện ra một hòn đá khá lớn. Cho rằng đây chính là phân cá nhà táng trong truyền thuyết nên họ đã nhặt về. Họ nói, chúng tôi đang đi bộ trên mặt bờ biển ít người qua lại thì phát hiện ra vật lạ này. Nó trông giống như sáp, mùi rất hôi. Theo nghiên cứu của các chuyên gia xác định, đây chính là phân cá nhà táng có chứa long diên hương, là thành phần quan trọng của nhiều loại nước hoa cao cấp như Chanel số 5. Hơn thế nữa, nó cũng là một trong những nguyên liệu đắt nhất thế giới. Tảng phân cá này có trọng lượng 1,75 kg, trị giá khoảng 5 triệu bảng Anh, khoảng 142,5 tỷ đồng. Các nhà khoa học cho rằng, cá nhà táng tiết ra long diên hương để bọc lấy những thức ăn cứng, khó tiêu hóa để tạo thành một hiệu ứng bán rắn. Sau đó, do nhu động ruột, vi khuẩn và enzyme bào mòn, bề mặt nó sẽ trở nên mịn. Khi nó được thải ra khỏi cơ thể cá nhà táng là màu đen, nhưng màu sắc sẽ mất dần do quá trình oxy hóa và tạo thành màu bạc. Nhà sinh học Christopher Kemp của Đại học Chicago, Mỹ cho biết, chỉ khoảng 1% cá nhà táng trên toàn thế giới tạo ra long diên hương. Đó là nguyên nhân khiến nó trở thành món hàng có giá trị lớn như vàng. Người ta thường hay gọi những cục phân này là vàng nổi. Trước đó ở Anh, một thanh niên cũng nhặt được một viên long diên hương nặng 2,7 kg, giống như cặp vợ chồng người Anh may mắn này. Anh cũng đã có được khoản tiền rất lớn. Chú chó sở hữu bộ lông màu xanh kỳ lạ này được bắt gặp trên đường phố Mumbai. Ban đầu nhìn vào, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy thích thú và tò mò vì sự độc đáo của con vật này, nhưng sự thật đằng sau đó vô cùng phũ phàng. Thực tế, bộ lông xanh ấy không phải là di truyền đặc biệt, mà chính là kết quả của môi trường sống bị ô nhiễm. Mỗi ngày, nước thải công nghiệp từ các nhà máy liên tục đổ về con sông Kasadi, thành phố Navi Mumbai, khiến nguồn nước nơi đây từ lâu đã bị phá hủy nặng nề. Động vật bơi qua sông từ đó cũng bị ảnh hưởng không ít. Và màu lông của chú chó đáng thương kia chính là bằng chứng. Hiện tại các nhân viên bảo vệ động vật đang kêu gọi cơ quan chức năng địa phương hành động sau quá nhiều báo cáo về tình hình nước thải nghiêm trọng và các chú chó lông xanh. Giám đốc cơ quan bảo vệ động vật, ông Arati Tohen cũng cho biết ông cảm thấy rất kinh ngạc khi bộ lông trắng của chú chó đã chuyển sang màu xanh như thế sau khi tiếp xúc với nước sông ô nhiễm. Chúng tôi đã phát hiện ra 5 chú chó tương tự và đang yêu cầu ban kiểm soát môi trường vào cuộc chống lại những việc làm tồi tệ của các nhà máy công nghiệp. Nghiên cứu được trích dẫn từ các tờ báo cho thấy mức độ ô nhiễm của khu vực này đã tăng lên gấp 13 lần so với mức an toàn. Không ít lá đơn khiếu nại được gửi đến ban kiểm soát ô nhiễm Maharashtra trình bày về vấn đề động vật nơi đây đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chất thải độc hại. Vụ việc hiện đang trong quá trình điều tra làm rõ. Đại diện của MPCB đưa ra khẳng định, việc xả chất nhuộm chưa qua xử lý vào nguồn nước là bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ hành động chống lại những kẻ đang hủy hoại môi trường. Chúng tôi đã chỉ đạo các viên chức tiểu khu vực để điều tra. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!